Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy cho con sám hối ạ. Con học trường sinh học 2 năm rồi. Con có mở Xuân La. À, con có mở Luân Xa. Con có mở Luân Xa trước rồi. Với vừa rồi con quy Tam Bảo ở chùa dịp tháng 7 vừa rồi, thầy trường sinh học làm lễ cắt duyên âm cho con. Con định không đi, nhưng thím con bảo đi được, giờ con rất sợ vì nghe thầy giảng con biết nó nguy hiểm. Nhưng điều con sợ nhất là con quy Phật rồi lại làm thế trái với giáo lý của Phật, giờ con phải làm thế nào ạ? Bạn sinh viên này đi mở Luân Xa và kinh nghiệm của những người học Phật như các thầy ạ, những người mà đi mở Luân Xa, nếu không khi mà ngồi thiền mà không điều tiết được cái khí của mình thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mấy năm gần đây thầy phải chữa cho gì, cho khá nhiều những cái trường hợp mà đi tu thiền theo một số các gì, các vị nó không có cái sự học thiền cơ bản, cho nên á mở các huyệt Luân Xa hoặc là huyệt Bách Hội hoặc là vân vân các huyệt ở trên thân thể, đặc biệt là hay mở huyệt Bách Hội và mở cái huyệt ở chỗ giữa chặng mày này. Dễ chặng mày và mở cái huyệt đan điền, mở huyệt hậu môn vân vân, mở huyệt dưới lòng bàn chân. Trường hợp như vậy á, khi mà tu tập mà không làm chủ được bản thân mình á, chỉ một thời gian sau là có vấn đề ngay, người tự nhiên là mất ăn mất ngủ và thần kinh thì bất ổn định, có thể hay nói làm nhảm, hay mơ thấy gì, lúc thì mơ thấy cảnh thần tiên, lúc thì mơ thấy cảnh gì ma quỷ, vân vân và vân vân, cho nên khiến cho người đó gì hay lo sợ, thậm chí mà khi sợ đến tột cùng rồi á thì chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa, xã hội gọi là bệnh gì, bệnh tự kỷ, hoặc rằng từ cái chỗ đó thì có người thì ngược lại cái bệnh tự kỷ đó là không hay nói năng với ai thì lại nói năng suốt ngày. Lúc gặp ai cũng khoe mình là Phật, là Thánh, là Bồ Tát tái thế, là thần linh, vân vân đó, để cứu độ chúng sinh. Đó là những trường hợp bị ma dựa phát cuồng, trong nhà Phật gọi là ma dựa phát cuồng. Chính là do cái sự tu tập không đúng pháp của mình vậy. Cho nên á, bạn này hỏi rằng bây giờ đã quy y rồi về, thím lại bảo gì, lại tiếp tục đi lên để cắt duyên âm. Cái ông thầy vừa rồi á, cái ông thầy trường sinh học làm lễ cắt duyên âm cho con. Con định không đi nhưng mà thím bảo đi được. Thím bảo đi được cho nên là, nhưng mà con còn đang phân vân và là nghe thầy giảng rồi, sợ biết sợ. Nhưng mà lại quy Tam Bảo vừa rồi rồi. Nếu mà theo cái đó thì sợ trái với giáo lý của Đức Phật thì phải làm thế nào? Phật đó thì không có sợ bất cứ một người nào bỏ đạo của Phật ra đi đâu. Ai có duyên thì đến, ai cảm thấy gì không có duyên thì đi, thì Phật cũng không có níu kéo. Nhưng điều quan trọng là thế này này. Điều quan trọng là con muốn làm người hay không, hay là sau này con muốn làm quỷ. Nếu con muốn làm người á thì hãy tu tập theo chính pháp. Làm trời á thì hãy tu tập theo chính pháp. Mà làm Bồ Tát, làm Phật á thì hãy tu tập theo chính pháp. Mà con muốn làm quỷ thần, thậm chí muốn gì, muốn làm một chúng sinh đau khổ trong ba đường ác đạo trong tương lai á, thì cứ đi mà mở Luân Xa đi. Thầy dám đảm bảo chắc chắn 100% với con là một thời gian sau á, chính con không làm chủ được bản thân mình. Thế đừng có nói là gì, nói là cứu độ chúng sinh. Bản thân mình chẳng làm chủ được thì cứu độ được ai? Nếu con không tin, con cứ theo một thời gian nữa mà xem. Và lúc đó khi mà đã ăn sâu vào rồi thì rất khó để chữa đấy. Rất khó để chữa đấy. Thầy nói trước như vậy để con cũng biết được, để mà tính cho cái cuộc đời của mình nó đi làm sao cho nó đúng. Đừng phụ công cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng chúng ta ăn học lớn cho đến khôn cho đến bây giờ, mà một cái quyết định sai lầm
sau này khiến cho bố mẹ cũng ôm hận khổ cả đời vì chúng ta, sinh chúng ta ra, nuôi dạy chúng ta mà để cho chúng ta đi lầm đường lạc lối, để cho cha mẹ phải buồn khổ, thì cái này lỗi của chúng ta là lỗi rất lớn ở trong đó vậy. À, cho nên cần phải suy nghĩ, đừng có nghe một ai đó, mặc dù người đó thì là thím của mình, nếu như mình cảm thấy nó không đúng với chính pháp thì là thím của mình cũng không nghe. Thậm chí xin lỗi tất cả các quý vị, thậm chí mà bố mẹ chúng ta đi sai pháp, lầm đường lạc lối mà khuyên chúng ta theo con đường đó thì chúng ta cũng nhất định không theo, mà chúng ta phải tìm cách để kéo bố mẹ chúng ta ra khỏi cái chỗ mê lầm đó, hướng về với chính đạo, để làm một con người thật sự có lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội ngay cuộc đời này và trong tương lai về sau, thì đó mới là đứa con hiếu thảo, đứa con có trí tuệ và đứa con gì biết cách báo hiếu cha mẹ ngay trong cuộc đời hiện tại này. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.